Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc, độc đáo về loại hình và kiến trúc. Mỗi điểm đến du lịch tâm linh là một trải nghiệm lý thú giúp du khách hiểu hơn về cội nguồn lịch sử và những vẻ đẹp truyền thống mang đậm cốt cách tâm hồn người dân xứ Nghệ. Chùa Đại Tuệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, nằm ở độ cao gần 500 mét so với mực nước biển, đỉnh cao nhất của dãy Đại Huệ. Nơi đây được xem là một trong những chốn hành hương sở hữu nhiều thắng cảnh bậc nhất của mảnh đất Bắc Trung Bộ. Chùa Đại Tuệ là ngôi chùa duy nhất ở nước ta thờ Phật Bà Đại Tuệ. Chùa lưu giữ 4 kỷ lục tại Việt Nam, gồm ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo quy mô lớn nhất Việt Nam, có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất Việt Nam, số lượng câu đối thư pháp bằng chữ quốc ngữ nhiều nhất Việt Nam, chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất Việt Nam. Hàng năm, vào ngày 5 tháng Giêng âm lịch, chùa Đại Tuệ tổ chức lễ hội khai bút cầu trí tuệ đầu xuân. Đây là lễ hội có ý nghĩa truyền thống văn hóa, trở thành một trong những hoạt động quan trọng nhất của chùa Đại Tuệ vào dịp đầu xuân. Chùa Cổ Am thuộc xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu. Đặt chân đến chùa Cổ Am, du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của phong cách kiến trúc cổ xưa, pha trộn với nét hiện đại, tinh xảo. Chùa Cổ Am có lịch sử trên 600 năm, được xây dựng giữa thế kỷ thứ 15. Năm 2013, chùa Cổ Am được trùng tu phục dựng lại. Tăng đường chùa được thiết kế làm 3 tầng và chia thành 3 khu rõ rệt. Vườn La Hán nằm bên hông chính điện nổi bật với tượng Thích Ca bằng phù điêu. Xung quanh Phật đài được bố trí 18 vị La Hán bằng đá xanh. Phía xa là hang động Như Ý, được sắp xếp một bảo tượng Quan Âm và tượng Ngài Cấp Cô Độc. Chùa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia vào tháng 12 năm 1994. Chùa Song Ngư tọa lạc trên đảo Ngư ngoài cửa biển Đan Nhai thuộc huyện Chân Lộc, nay là thị xã Cửa Lò. Chùa xây dựng ở vị trí cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Chùa Ngư Bãi Chùa là một ngôi chùa cổ được xây dựng ở thế kỷ thứ 13 từ thời nhà Trần. Đây là nơi thờ Đức Phật và sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn, vị tướng thủy của Nghệ An, người có công trong việc đánh giặc Mông Nguyên. Quần thể chùa Ngư bao gồm chùa Thượng, chùa Hạ, rợp bóng cây xanh. Phía trước chùa là hai cây lộc vừng, cành lá xum xuê, đã có lịch sử hơn 600 năm tuổi. Ở chính giữa chùa là giếng ngọc hay giếng thần. Giếng thần là điểm duy nhất trên đảo có nước ngọt và không bao giờ cạn. Đền Cờn thuộc phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, xây dựng từ thời nhà Trần, mang đậm phong cách kiến trúc cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, là nơi thờ tự tứ vị thánh nương. Từ cổng đền, du khách bước qua 10 bậc đá sẽ đến tòa nghi môn có hình chữ công bề thế. Phía sau tòa nghi môn là chính điện, rồi trung điện và hạ điện. Đến đền Cờn, ngoài việc được chiêm ngưỡng kiến trúc đặc sắc, vãn cảnh dân hương, du khách còn được tham gia các hoạt động lễ hội sôi động. Đền thờ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc là ngôi đền cổ kính với lịch sử 549 năm. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngôi đền vẫn giữ được nét uy nghi tráng lệ với lối kiến trúc cổ kính đầy độc đáo. Đền thờ Nguyễn Xí được vua Lê Thánh Tông cho xây dựng từ năm 1467. Cổng tam quan đồ sộ với hai cột đèn ngũ sắc to được chạm rồng phượng, hoa văn rất tinh xảo. Trung điện của ngôi đền có các chuông, nhà tả vu, hữu vu. Nhà thượng điện là nơi lưu giữ nhiều hiện vật quý giá có lịch sử gần hàng trăm năm. Trải qua lịch sử gần 600 năm, ngôi đền vẫn giữ được những giá trị kiến trúc nghệ thuật, văn hóa và trở thành một trong những địa chỉ tâm linh quan trọng nhất ở Nghệ An. Đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Đền được xây dựng vào năm 1634 từ thời Hậu Lê, là trung tâm văn hóa tín ngưỡng tâm linh nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Khu đền chính điện gồm 3 tòa điện là Thượng Điện, Trung Điện và Hạ Điện. Đền mang kiến trúc thời Nguyễn, bao gồm Tam Quan, Tắc Môn, Đài Trung Thiên, Lầu Cô, Lầu Cậu. Theo nhân gian kể lại, ông Hoàng Mười là nhân vật huyền thoại được giáng trần để giúp đời. Ngoài thờ ông Hoàng Mười, đền còn thờ các vị Phúc Thần, Lê Khôi, Quận Công Trịnh Trung, Song Đồng Ngọc Nữ
và hệ thống đạo mẫu. Vào mùa lễ hội, du khách còn có dịp khám phá nét tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đình Trung Sơn tọa lạc ở núi Trung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thể hiện sự biết ơn công lao to lớn của người. Đây là địa chỉ văn hóa lịch sử ý nghĩa để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, tấm lòng tri ân đối với sự hy sinh của những người thân yêu trong gia đình Bác. Đền Trung Sơn hứa hẹn trở thành địa chỉ du lịch tâm linh, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đến với điểm tham quan du lịch văn hóa tâm linh Nghệ An là điểm tựa về tín ngưỡng tâm linh cho người dân xứ Nghệ và du khách gần xa.